Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen ông Nguyễn Hữu Hiền, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và em Nguyễn Văn Dương, học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Minh Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, không ngại nguy hiểm, kịp thời lao xuống dòng nước, gắng hết sức mình để cứu sống nhiều người bị đuối nước. Chiều Chủ nhật vừa qua, ông Hiền phát hiện 3 thanh niên tuổi từ 17 đến 24 bị đuối nước giữa sông Răng. Ông liền nhảy xuống cứu. Sau khi đưa được hai em vào bờ, em còn lại bị trôi khoảng 25 mét. Nên khi đưa vào bờ thì em này đã bất tỉnh, nên ông đã phải làm hô hấp nhân tạo cứu sống em. Trước đó một ngày, em Nguyễn Văn Dương đang học bài ở nhà thì nghe tiếng kêu cứu của hai em nhỏ 12 tuổi đang tắm ở kênh thủy lợi sông Rác. Nhờ biết bơi và được trang bị một số kỹ năng, Dương đã cứu được hai em nhỏ lên bờ và cùng người dân hô hấp nhân tạo cứu sống các nạn nhân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ông Nguyễn Hữu Hiền và em Nguyễn Văn Dương và khẳng định đây là những tấm gương sáng về tinh thần quả cảm, nghĩa hiệp, sâu đậm bản sắc văn hóa, yêu thương, sống có tình, có nghĩa của dân tộc Việt Nam, xứng đáng được biểu dương, khen ngợi và lan tỏa trong cộng đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn, khuyến cáo, tập huấn tới từng người dân, từng gia đình và trường học về nguy cơ đuối nước, cũng như những kỹ năng cần thiết để phòng tránh và cách thức xử lý tai nạn đáng tiếc xảy ra, giúp cho cuộc sống an toàn và hạnh phúc. Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp bế mạc phiên thứ 10. We'll be right back.